Một thanh niên đi solo squad. Ôi ơi, có team luôn kìa. Mẹ. Quay lấy xe mày. Watch out. Mark the location. Tao bên này. Lấy xe không? Myanmar nha, bọn này bắn không gặp. Xe đây kìa. Hai ông này. Thằng này trốn nhưng mà team Myanmar còn nha. Còn á. Lên xe ta. Trong nhà nè. Trên lầu. Ở đây chờ kia. Ôi, không bao. Có cái chỗ. Watch out. Xe khác tới quên rồi. Xe em quên rồi. Tiêu. Phía khác ở đâu vậy? Chờ núi chỗ em này. Chỗ em. Lê à? Quên rồi. Đâu? Ở đây hả? Dạ. Chung mặt mà. Quên rồi. Cấp 4 nè, ai bắn không? Đi. Đi, lát cho. Đi. Quên rồi. Không quên rồi. Cấp 4. Dưới đây, một viên này. Mẹ. Ê, cây. Mẹ, mũ ba mới nguyên luôn đó, cho một viên K98 vô đầu. Mấy ông này thì chưa. Là em biết có người dính này, em nghe cái thạch bạn biết có người dính. Nè, cấp 4 nè. Khổ vãi nồi luôn á. Khổ vãi nồi luôn á. Ơi, ông nào lấy ấy? Với nồi. Đã kêu cấp 4 rồi thì từ cho đi lẹ đi. Cái mũ ba của tôi. Cái không chịu được rồi. Hơi hậu hậu. Hơi cái mũ ba, hơi cái mũ ba quạo vậy. Cái vẫn cay anh em. Chịu không nổi luôn. Kì lắc quá. Ê, nó chạy xe lại nè. Coi có phải K98 không? Coi nó có cầm K98 không? Dương và thở ID các bạn bước với em ok Dương. Không anh ơi, thằng này khác anh ơi. Này khác. À, thế mình đã không dám thấy rồi. Khu bò này còn 27 thằng này. Coi về đây kho bắn nữa nè. Có rồi. Có tiếng chân. Đây nào đâu? Lóc 1. Trên nhà. Không cần gạt. Đây, tao đi trước. Dạ bơm xuống kìa. Bơm. Bơm gì khói, à. Bơm gì. Ở ngoài có thằng này, Hai thằng luôn quên rồi. Nó có bơm. Đang cầm bơm á, ở chừng nổ. Rồi ra thằng quần quê này, đậu. Còn tiếng chừng nữa nha. Hình như trên đó. Đây bên nhà em, có thằng. Coi có mũ ba không? Ba. Ê giời. Bên kia bên có mấy cái thùng. Hải ơi, quay xe Hải ơi. Nhà em. Nhẹ. Chết rồi, báo như là chết rồi. Nhẹ. Ôi. Chết rồi, cái đó rồi, quên rồi. Ôi.
mất cái đó rồi quên rồi. Mũ ba nguyên mà, mới có mũ ba nguyên mà sao bây giờ nó đỏ nữa rồi. Đi... mất có mũ ba nguyên mà sao như bây giờ nó đỏ rồi ta. Mới có mũ ba nguyên lượm của thằng kia xong. Tao đang tìm thằng K98. Thôi tao về lại cái nhà cũ, tao lên cái nóc nhà đó tao tìm thằng K98. Rồi tao phải tìm thằng K98. Chung là bây giờ tao ghét thằng nào cầm K98 lắm. Nãy giờ hai thằng 2K98 hả? Mất mũ. À, đi đây, đây, đây. Nó này, đây, này, nó này. À, nghe tít cân. Hai thằng K98 mày ngu. Có xe nè. Hai Win ơi. Nếu mà bồn chín thằng xoáy kênh thì đây. Ơ có người. Help me. Trên này có người nè, trên này có người nè. Hình như nó dưới như bên này. Bên phải. Lên đường nào anh? Người đâu anh? Băng yếu nè. Bên đó nè. Ngu lắm con à. Sao mình thầy lại sợ thầy? Còn nữa. Nhóc người ta. Thằng nhóc đó mà mình lại sợ ta. Thằng nhóc dài mà mình cũng sợ ta. Mình phải tốn hết ba trái bom. À mũ ba lại rồi anh em ơi. Có mũ ba lại rồi. Nó tung smoke nó chạy kìa. À à. Lo lo bên phải đi, đỡ lo hai thằng nhà mình xin được rồi. Thầy anh ơi. Chị dâu á, chị dâu á. Mày bắn cái gì đó homie? Đôi bên kia thôi nè. Đây, mấy thằng bên kia đây. Hai thằng bên kia đây. Đâu, nó nằm ở đâu? Kia là đâu? Bên kia luôn, bên kia luôn. Kia là ở đâu? Một bên kia đường ấy. Ai bên không được, góc này bên không được. Ai? Mark the location. Đi có mà. Góc này bên không được. Watch out. Nó ở kia kìa anh, nó ở kia kìa anh. Chị góc này em bên không có được. Ở bên hông đường kìa anh, tao lạy luôn má. Tao nghe mà tao cay không chịu được anh em à. Cay không chịu được. Cay không chịu được anh em à. Anh em 14 kill. Tại vì anh em phải hiểu là cái chỗ mình đang đứng là cái ngã ba đường, hiểu không? Bên hông đường nó có thể bên này. Bên hông đường cũng có thể bên này. Bên hông đường cũng có thể bên này. Bên hông đường cũng có thể bên này. Bốn chỗ bên hông đường luôn, nó nói bên hông đường mình hiểu chích liền anh em à. Mí cay đồng đội. Chịu anh em ạ. À. Thôi top 1 à.